Vâng, đầu năm 2021 thì em cũng chúc các bác là mọi điều thành công, vui vẻ trong cuộc sống. Thì đây là con bao năm SR về cách đây chắc 2 hôm rồi mà em chưa quay video chi tiết của các bác, thì đã test ngon lành, chạy hoàn hảo với những video mà em đã quay rồi. Em nó ở những video vừa rồi em đã cho nó hát ngon lành rồi. Giờ chi việc chờ các bác chốt và lên đường. Thì đối với bao năm SR thì em không còn giới thiệu, nó là hết số của dòng bao năm nha các bác. Có khiển của nó đầy đủ nha các bác, rất là mới. Và giá đầu nem cho các bác là 12 triệu nha, 12 triệu đã bao gồm phí ship, mé rất là đẹp nha, nhanh tay nha các bác. Nhưng con này thì trước Tết thì giá nó dao động khoảng 12 năm nha các bác. Sang năm mới thì cũng có gì đó chút đỉnh cho các bác, đó là con này vẫn nhập được giá tốt, ưu đãi cho các bác là 12 triệu nha. Bác nào nhanh tay thì sở hữu nha, đẹp keng nha các bác, đẹp keng luôn nha. Các bác thấy mặt mũi này leo lanh cành đào nha, mặt mũi đẹp rất là tốt, dòng mặt từ khỏi lăng tăng, hai hầu gỗ hai bên sáng tròn phía trên rất là đẹp. Bác có lấy liên hệ cho qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha, hay là phía sau của sản phẩm nha các bác. Đây có rác còn vàng khè rất là đẹp nha. Đấy. Thì CD bên trong thì con nào nó cũng mới tinh các bác, chủ yếu là mắc mũi đẹp ngon lành thôi, nhưng mà thôi mở cho các bác cùng xem luôn. Các bác yêu thích con này thì liên hệ cho em nha. Vâng, đây là bên trong của sản phẩm bao năm SR rất là mới cho tất cả mở đồng, và hai tăng phô riêng biệt nha các bác. Đây là bộ cơ đẹp trưng của dòng bao năm SR, và dòng bao 7 SR nó chạy bộ cơ này nha các bác, sexy này các bác, rất đẹp không, mặt rất là đẹp nha. Đấy. Các bác lấy thì liên hệ em nha. Giá 12 triệu đã bao gồm phí ship. Em này seri gì nha? Chỉ có một con mà cũng cần báo seri đâu các bác ơi. Một con 2049 nha các bác. Thì để các bác nào yêu thích seri thì đây. Đây. Thôi, em chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Các bác nào yêu thích con 305 SR dòng CD chuyên nghiệp để về thưởng thức những bài ca từ những đĩa CD phôi. Đĩa CD thì giờ bán rất là nhiều, chỗ nhiều bán audio đều có bán hết nha các bác. Giá khoảng 30.000 một đĩa. Chúng ta nghe đĩa CD thì nó rất là vượt trội về âm thanh, tiếng nó chất lượng lắm. Trong nghe về nghe cũng phải nghe CD nha các bác.